ra mắt smartphone cao cấp với 6 camera khủng, hụt hơi trên thị trường smartphone khi doanh số liên tục sụt giảm. Tuy nhiên Sony vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẽ rút lui khỏi thị trường di động và vẫn đang rất tích cực ra mắt các mẫu sản phẩm mới. Trang công nghệ Android Next, Nhật Bản, dẫn lời các nguồn tin thân cận từ Sony cho biết, hãng công nghệ này sẽ cho ra mắt 4 chiếc smartphone cao cấp và khoảng 3 đến 5 mẫu smartphone tầm trung trong năm 2020. Tất cả các mẫu smartphone cao cấp mà Sony sắp ra mắt đều được hỗ trợ mạng 5G sản phẩm nổi bật nhất mà Sony sẽ trình làng vào năm sau đó là Xperia không? Chưa rõ tên gọi chính thức, với điểm nhấn đó là trang bị cụm 6 camera ở mặt sau của sản phẩm, bao gồm camera chính 48 megapixel. Các camera còn lại có độ phân giải lần lượt 8, 12, 16, 20 megapixel và một camera top độ phân giải 0,5 megapixel để ghi nhận độ sâu trường ảnh cũng như hỗ trợ các tính năng thực tế ảo tăng cường. Tuy nhiên, Ngoài camera chính và camera top thì chưa rõ chức năng cụ thể của bốn camera còn lại. Rất có thể đây là những camera góc siêu rộng và camera tele để zoom quang học. Cấu hình bên trong của Xperia không cũng rất mạnh mẽ với bộ vi xử lý Snapdragon 865 sắp ra mắt của Qualcomm. Bộ nhớ ra 12GB, hoạt động trên nền tảng Android 10. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm Xperia không được Sony chính thức trình làng.